Hồn hồn rồi. Xuống 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 xuống. Hồn rồi hồn rồi. Ui ui rút kìa mọi người. Đó rút kìa mọi người. Gửi hàng ra mọi người. Bự 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 bự. Thôi đó đó. Rồi không biết cái cần câu thấy không, thấy mất tiêu cần câu. Em vừa kết thúc cái video là một con cá quá hớp luôn, không thấy mặt được nó luôn, quá cay luôn mọi người. Em sẽ trở lại một ngày nào quá cần nhất nha. Rồi không chào cả mọi người nha mọi người. Nay bữa mình đi cầu Rạch Miễu về hai anh em không nào muốn nghe gì đâu mọi người. Nên là nay quyết định quay trở qua phục thù nha anh em nha. Sau 3 ngày tu luyện thì hai anh em mình chắc không lên được chút xíu trình để chinh phục mấy con Hugo ở đây nha mọi người. Chứ hôm bữa về cay quá. Nay chuẩn bị nó kỹ lưỡng hơn, với lại tham khảo lại cách câu của mấy anh câu trước á. Rồi nay mấy anh em mình quay trở lại đây đi với anh Thương nữa. Hôm nay mình cũng đi với anh Thiên nữa, hai anh em nữa. Quay lại đang phục thù mấy con cá đó coi hôm nay có không nha mọi người. Mời mọi người cùng theo chân hai anh em nha. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh nha mọi người nha. Để có động lực làm nhiều video mới nha mọi người. Rồi mọi người giờ hiện tại nước rộng nha mọi người. Bè nó dạt xuất ra ngoài hết rồi mọi người. Để đó ông chạy qua là trống lên luôn chứ đi. Rồi mọi người, hiện tại thì anh Thương vừa mới chở mấy anh em mình tới điểm mới nha mọi người. Giờ nước này thì rộng quá. Câu tôm nha mọi người nha, nước chưa có chảy mạnh, nước đang ương. Nên là giờ mấy anh em câu tôm nè, có mấy cái bụi cây đá không? Đó. Cái này là người ta cắm mình, người ta giữ tôm thôi nha mọi người. Rồi giờ mấy anh em mình ra cần cái quay tiếp nha. Rồi mọi người, hôm nay thì vẫn tiếp tục câu cám quỳnh khoai mọi người, mà nay thì em ra tay vô nè, em chọn để coi sao chứ bữa xui quá, đây tự chọn để coi sao mọi người nha. Xui tại em. Đầu tiên thì mình chọn trước cái cám mới của ba trong một của anh Khoa nha. Nay thì cám xanh không có đem mọi người nên không có chọn, chứ nếu không thì em chọn một bịch này nữa bịch kia. Em thì công thức của em thích chọn nha, tùy theo ý của anh em nha. Rồi ngâm cho nó đã nở ra cái này mình bóp luôn. Ghe của anh Thương thì mình có để dưới phần mô tả nha mọi người nha. Anh em nào không biết điểm thì gặp ảnh thì nó dễ hơn. Em giống như em vậy đó, em không biết điểm thì đi với anh Thương thì anh chở chỗ này chỗ kia, anh biết điểm anh chở chỗ này chỗ kia câu rồi mọi người. Còn mấy anh em mình thì thua, nhưng mình với anh Thiên mà bỏ như đây giống như bỏ con dưới chợ kia không biết gì hết. Hiện tại thì anh Thương với anh Thiên câu tôm, mình bóp cá, mình câu cá rồi mọi người. Tối giờ ngủ nằm mơ thấy cá ăn dữ lắm nên là không có câu tôm. Vậy ăn rồi hả? Ok, để em trộn cám xong em ra cần em quay tiếp nha. Có cá ăn thì tôm ăn gì đó thì em quay tiếp nha. Còn mọi người tóm thì em cũng không được thì không tóm nguyên một vàng chùm nho luôn nè. Nay câu đá luôn anh em ơi. Cắt có giúp lậu của mẹ không? Ra móc lưới câu luôn nè. Thì lấy không? Rồi mọi người mình ra một cây trước thôi nha mọi người. Để lát mình lên đây mình ra thêm cây nữa, hai cây. Ra thử tình hình của nó là sao. Rồi mình ra hai cây thôi mọi người. Này có con cá đột ngoài, tính quăng ngoài mà không có dây không dám quăng, hô quăng ra đây luôn. À, anh Thương dính tôm hay gì đâu rồi. Trời, cá út nữa. Nãy giờ nói tôm rồi mà cá là cái này tôm thiệt hay gì nè. Có kinh nghiệm
cơm ăn khác với cá này. Rồi, cơm thơm không? Đó đó. víu víu đọt rồi đó, đó Ừ. sàn ạ. Ôi rồi tôm trứng tao Hả, ngu gì hả? đã không, đã không? Trời ơi, câu được cho mừng chết luôn, tưởng là chưa thả là cũng có rồi nha anh em. Chơi từ cậu tôm khó lắm mọi người. Mùa này nó chấp nhận đi câu là phải bắt, tại vì khoảng 70% là tôm trứng rồi. Đúng rồi, Vậy ha, rồi vô lỏng. Em thấy hai. Vậy hai bắt con rồi mọi người. được hả? Thiên linh tôm, thiên linh tôm, từ từ anh thiết cá Cá ông không ơi. ra. Ôm này không tới ngay ổ Tôm cốt mà, tôm trời tôm cốt tôm đã tôm nghe không, thôi về ngon rồi. Rồi mọi người, mấy anh em mình vừa quay lại cái điểm cũ cho mọi người. Tụi anh Thương có cá không à? Anh Thiên với mình chưa có dính con nào chưa? Ủa anh Thiên Thương, cái này mình quan trong không quan ngoại? Ok, cái chỗ này là cũng có trên clip hôm bữa mà mình có xẻ một con luôn rồi. Chỗ này là chỗ cây cần của anh Thương quăng đây nè, mà mình giờ mình dành chỗ này mình quăng thử coi lấy hơi đi không. Cá cá kia rồi mọi người, từ 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 từ, gõ quất 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 phiếu rồi, lên lên xích vô lấy, xích lên rồi bự bự bự. Giật không, giật không, giật giật anh Thương ơi, trời ơi con cá gì cũng giật. Khỏi đây, ôi ôi có út chà bá luôn mọi người ơi, hết ga luôn. Đúng là điểm này là điểm cá bự. Bự à, quá hớp luôn, khó ăn rồi mọi người, hết nhịp lắm mọi người. Mình chắc có út rồi, mới xuống mới vừa quăng lại cho nó ăn luôn. Dính 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 rồi mọi người. Chưa 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 chưa, để coi lại cái nữa cho kỹ. Dính 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 mọi người, cốt mới xuống ăn liền là biết cốt rồi. À, im luôn anh ơi, đúng rồi, vần nữa. Tại cầu không có cá rồi còn bị anh Thương gần nữa. Rồi mọi người, hiện tại thì anh Thương đã chở mấy anh em mình quay lại cái điểm hôm bữa mà xảy con cá, mẹ muốn khóc luôn rồi mọi người. Bây giờ quay lại để tìm lại con nó, con đó hoặc là con khác nha mọi người nha. Hên xui thôi. À, ok, cùng chờ đợi với Phong nha. Quay là không dính. Mắc mệt. Cho Ủa nè nè nè, cái này nè, bự á đó, xiết luôn, dính 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 rồi, dính rồi. Rồi 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 đó, đưa cần cắm xuống, đưa cần cắm xuống nãy đó. Bự rồi mọi người ơi, bự 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 xích vô, xích vô lẹ 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 lẹ. Ủa bự anh em ơi, ôi con cá, con này có 2 ký á. Ôi ôi con cá hết ra luôn, cái này cá chích nhật, giải giải cá chích nhật. Cái giải nó có nguồn luôn hả? Ừ giải giải nó có giải 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 cá chích nhật. Dạ. Ôi, Trời ơi con đẹp cá. hả? Trời cá chấp nhận. Ừ, đừng giải, em giải học máu, học máu. Được rồi, được rồi, thôi Chảy đó. luôn rồi, nó chảy luôn Thôi rớt ra luôn rồi. rồi. Giải lại từ đây. Nó chảy là chết á. Ủa, nó chảy ta. Không phải. Giải con, giải. Ôi, nó giải nó rồi mọi người. Giải Nè rồi hả? nó có chỗ trống như là chỗ có giải là cá chấp nhận. Có mấy cái mấy lớp giải à? Rồi. Ừ, có gù luôn. Hết giao. Quá đẹp. Cá đẹp ghê luôn mọi người. Ê, cho chụp bức hình, chụp bức hình nha. Thử bức hình trong hình. Ok. Được rồi, được Con cá hai câu rồi. cá xuống. Hạ Bự xuống. bự 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 anh Thương. Một, hai. Rồi. Cho vô rộng không anh Thương Lên 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 nè. ơi. Được không? Từ Cho cái từ. đuôi vô chứ. Khủng luôn. Quá cái đầu.
đầu nó giải mới vô chứ đuôi giải ngược cho ra sao hận. Thiền lấy lại được con bữa cho mọi người. Cái ăn nhau rồi. Cái vua cái xác quá. Chín là quay. Chín là rồi. Cho nên nó giật chín mới quay. Dạ thôi con nói cá ăn nữa ba. Cái bự này nè, cái bự nè. Hả? Cái này nè, cái đỏ này nè. Cái dây đỏ. Ăn mấy cái rồi nó chạy rồi. Thấy Phong ra tới lại chạy à. Cái này chị con chăm nó chửi mày nữa nè con. Mồ hôi nó xuống chứ vậy. Má cái mắt trời. Dính. Dính 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 chạy 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 anh ơi. Giật chạy 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 chạy. Chứ này chứ này chứ này. Trời ơi, bự lắm trời ơi. Khó có cá. Đi 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 đi. Không 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 đi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con cá anh em ơi. Trời ơi, đụng cái điện thoại em vậy. Đó. Trời ơi, đi vô, đi vô, đi vô. Lên hàng mọi người ơi. Đổ hồi trang mắt luôn. Trời ơi, cuối cùng cũng bắt được. Này để chân đo cho mọi người xem con cá nha. 1 gan nè, 2 gan nè, 3 gan, dài tới đuôi là 4 gan. Con cá này có đầu nó dài chứ. Cái này không có dây kẹo rồi hay sao? Thiên có dây kìa. Em cầm lên coi cho mọi người xem con cá. Ê mọi người ơi. Trời ơi, cá đẹp. Trời ơi, siêu khắm. Quá wow, khóc rồi mọi người. Quá đẹp. Trời ơi. Rung tay giờ giờ tay chân em rung. Trời ơi. Trời ơi hết nói rồi mọi người con cá nè. Cái này được không? Cái động nó là nó đi luôn á. Đẩy 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 luôn dính luôn rồi, dính luôn rồi, bự á. Bự 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 đi ơi, chết luôn đi, dính đi. Trời ơi cá ăn kìa mọi người ơi. Đi đi lấy cái giật, cái giật. Nè 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 anh thơ. Hay đi. Bự không? Bự không? Ok mọi người. Nay có nay mình được cá to nên là em này nhỏ quá mình thả lại cho mọi người. Khi nào lớn mình câu nha. Ok. Đây. Dưới báo đồng đội cá mọi người nha. Ở dưới mình. Cũng được, cũng được, cũng được. Trời ơi. Vô. Ừ đó bự mà. Đây Thiên lên hàng tiếp nha mọi người. Nó dính đầu dính đuôi mà. Cũng được, con này to mà. Rồi mọi người, giờ cũng chiều rồi. Mấy anh em mình gom cần về nha mọi người nha. Cũng cần về tình tèn để trễ mọi người. Chứ lại cũng có được săn lại được con cá, nói chung là chắc cũng cỡ con cá hôm bữa. Cuốn thần lên rồi xíu lên báo cá cho mọi người xem nha. Thành quả của mấy anh em ngày hôm nay. Rồi mọi người, sau đây anh Thương sẽ tổng kết thành quả của mấy anh em mình ngày hôm nay nha. Rồi, nhờ bạn Thiên bắt mấy con cá thôi mọi người. Đừng bắt quay rồi. Được không Thiên? Đem gọng lên luôn đi. Đem gọng về lên lên xuồng đại đi em. Trời ơi. Này, một con cá chép da tơn. Ít dễ quá. Bự quá. Lượng bữa trước mới chịu à. Này có Thiên nha. Thiên nha. Này để trên đi anh Thiên ơi. Để trên mặt hả? Để. Đá mọi người tròn vô. Rồi ok, thành quả ngày hôm nay nha mọi người. Một thùng cá và một được một em cá khá là to luôn á. Gan bị ngang gan tay của mình luôn rồi.
Rồi mọi người, và đừng quên dự đoán số ký của con cá này nha mọi người. 3 ngày sau kể từ ngày mình ra video thì mình sẽ tặng hai phần quà đi. Hai phần quà là hai cuộn dây cho anh em nào đoán chính xác nhất, về gần nhất, gần nhanh nhất nha mọi người. Hơi tối mọi người thông cảm giúp em. Có anh không? Có anh không? Có. Anh đoán con cá này là 6.2 nha. Ok, tại vì em đâu có cần cái này đâu mọi người, cho anh Thương đoán luôn nha mọi người nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều nha. Cảm ơn anh Thương rất là nhiều. Và có hôm nay có Thiên đi thi cùng mình hỗ trợ giúp anh bắt con cá này nữa mọi người. Quá đã mọi người. Rồi mình đã phục thù thành công rồi nha. Hẹn một ngày gần nhất để quay lại bè ghe của anh Thiên nha. Ở anh Thương nha. Bye bye.